Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cách khắc phục lỗi Notebook Revive File của cái dòng máy Dell. Thì khi một ngày đẹp trời nào đó thì cái máy laptop của các bạn nó báo một cái lỗi như thế này, thì các bạn sẽ khắc phục nó như thế nào? Thì xin mời các bạn theo dõi. Các bạn quan sát cái dòng này này, Notebook Device Found, thì chúng ta dịch thoảng qua tức là máy tính không có ổ cứng, hay nói cách khác là nó hệ điều hành Windows không tìm ra ổ cứng để khởi động, cho nên người sử dụng máy sẽ đoạn già đoạn non và vào BIOS để kiểm tra xem ổ cứng có hoạt động hay không. Thì lúc này vào BIOS thì máy vẫn báo là có ổ cứng. Thì khi đó chúng ta có người sẽ đoạn tiếp bước tiếp theo, vào Win Mini để xem thử có ổ cứng hay không. Thì khi vào Win Mini ổ cứng vẫn có, tất cả các vùng vẫn có, nhưng mà lại không khởi động được. Thì chúng ta có thể đoạn là nó bị lỗi Win, chúng ta gài Win. Sau khi gài Win xong, máy cũng không chạy và nó báo lỗi như thế này, Notebook Device Found. Rồi chúng ta tiếp tục đoạn là nó bị lỗi phân vùng, rồi phân vùng lại ổ cứng, phân vùng lại ổ cứng, cài lại Win, nó vẫn báo như thế này. Thì như vậy chúng ta phải làm gì? Cái lỗi này rất là đơn giản, các bạn lưu ý cho tôi, rất là đơn giản. Notebook Device Found, tức là nó không nhận ra cái ổ nào để bút, ổ nào để bút, ổ nào để chạy. Thì cái này thì chúng ta vào trong BIOS để khai báo, các bạn lưu ý là vào BIOS để khai báo. Thì các bạn để ý này, khi trên màn hình máy tính của các bạn có một cái hình như thế này và dòng chữ như thế này, tôi khẳng định với các bạn rằng là nó sẽ bị lỗi BIOS. Thì lúc này các bạn làm như thế nào? Các bạn search down, đợi máy cho nó khởi động lại, và các bạn vào BIOS để chỉnh sửa. Vào BIOS bằng cách ấn phím F12, dòng máy Dell thì ấn phím F12 là vào boot. Cái máy này nó khởi động chậm. Rồi các bạn shut down rồi thì máy nó tắt. Bây giờ các bạn bật lên bằng cách ấn nút nguồn, thì máy lúc này nó sẽ khởi động. Đấy, khi xuất hiện cái màn hình như thế này, các bạn ấn phím F12, ấn phím F12 trên bàn phím để vào BIOS. Rồi bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái menu như thế này, các bạn đưa con trỏ xuống dòng trên boot mode setting, ấn enter. Với các bạn nhìn cái dòng ở dưới UEFI boot mode secure boot up, tức là ở mục này này, secure boot up, tức là nó tắt đi, cái chức năng boot ổ cứng nó bị tắt đi. Bây giờ chúng ta chuyển về on để cho nó boot ổ cứng bằng cách ấn enter. Rồi nó hỏi chúng ta này, boot mode is it to UEFI secure boot on. Rồi tức là bạn có muốn boot ổ cứng hay không, thì mình trả lời là on là có, yes.
các bạn dệt ở đây này, để dệt ấn enter. Tiếp tục apply to your chain. Apply to your chain tức là chúng ta cố định nó luôn, cố định cái chuyển đổi đó luôn. Chúng ta ấn enter tiếp. Rồi. Các bạn xem thử nó máy tính nó khởi động như thế nào. Cái máy này nó chạy hơi lâu các bạn nghe, còn đối với những cái máy khác thì nó chạy nhanh hơn. Rồi nó vẫn bị như vậy, chúng ta đã sửa rồi nó vẫn bị như vậy, thì chúng ta làm tiếp thêm một bước nữa. Các bạn xuất đáo cho tôi đây, xuất đáo ở đây này. Đây. Rồi khi xuất đáo thì các bạn lưu ý là để cho nghỉ vài 30 giây hoặc một phút để cho cái quạt nó tắt. Đây, chúng ta mới bật lên lại. Chúng ta ấn lại nút nguồn. Khi xuất hiện F12 màn hình đeo, chúng ta ấn phím F12 để ta vào biểu ta sửa tiếp. Rồi chúng ta đưa con trỏ xuống cái mục trên bút mode setting, ấn enter. Rồi các bạn để ý này, reset bút mode secure bút up ở cái dòng trên này nó vẫn còn up, secure bút up tức là nó vẫn còn khóa, không cho ổ cứng, không cho bút ổ cứng, không cho ổ cứng chạy trước, cho nên chúng ta ấn enter để chúng ta chọn on. Bây giờ này chúng ta chọn Z, chọn F, giờ trên ấn enter. Rồi các bạn nhìn xem nó khởi động lại như thế nào, kết quả như thế nào. Máy này nó chạy chậm cho nên chúng ta cũng hơi phiền. Rồi bây giờ máy đã vào Windows. Đấy. Như vậy là các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn của tôi là bảo đảm 100% sẽ đạt. Và các bạn lưu ý cái thông báo lỗi của cái dòng máy đeo để chúng ta khắc phục cho nó chuẩn, chứ đừng có cài Win, đừng có phân vùng ổ cứng, đừng có đi thay ổ cứng mà tốn tiền. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Xin hẹn gặp lại.